Sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cà phê Hotline. Thưa quý vị, ban biên tập chương trình kênh VTC9 nhận được phản ánh của khán giả sinh sống tại quận Cầu Giấy cho biết là những cái tuyến hè phố trên các cái phố như là Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình, hàng quán trà đá mọc lên gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Về hè của tuyến đường Phạm Hùng đã bị chiếm dụng để người dân buôn bán trà đá. Được biết tuyến hè phố trên có đoạn lực lượng chức năng Sở Giao thông Hà Nội đã quay rào cấm các phương tiện xe máy lưu thông trên vỉa hè. Thế nhưng, điều đáng nói là các hàng quán trà đá lại vô tư căng phong bạc tạo nên hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, vi phạm trật tự đô thị. Gửi phản ánh đến chương trình, người dân mong muốn trật tự phường, lực lượng chức năng cần kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự đô thị.